nhân lực y tế, nhất là tại các địa phương vùng sâu vùng xa, đã khiến cho các bệnh viện tuyến trung ương ngày càng trở nên quá tải. Để khắc phục tình trạng này, ngành y tế đã đưa ra một giải pháp mang tính thiết thực cao. Dự án thí điểm sẽ đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn ở 20 tỉnh có huyện nghèo trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016, mục tiêu nhằm cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại cơ sở. Số lượng dự kiến là 500 bác sĩ trẻ, gồm những bác sĩ mới tốt nghiệp và bác sĩ đã tốt nghiệp chưa chính thức làm việc tại các cơ sở y tế công lập. Và trường Đại học Y Hà Nội đã có khoảng 60 sinh viên sắp tốt nghiệp đăng ký đi về các huyện nghèo. Đây là những sinh viên Đại học Y Hà Nội đã đăng ký xung phong về 62 huyện nghèo. Hành trang của họ là những kiến thức trên giảng đường và những buổi thực tập tại các bệnh viện. Với các bài giảng và kinh nghiệm các thầy trong chuẩn đoán bệnh là vô cùng quý giá. Ham muốn học hỏi để mang những hiểu biết của mình về các vùng khó khăn để chữa trị cho người dân là mong mỏi của mỗi sinh viên. Trong 62 huyện nghèo thì em chọn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Vì thứ nhất là tỉnh Lào Cai là quê hương của em. Và em là một người con của tỉnh Lào Cai thì đấy là cũng là một tỉnh miền núi khó khăn. Và em cũng rất muốn là sau khi ra trường thì có cống hiến cho cái quê hương của mình và cho những cái người dân nghèo ở quê hương mình. Để giúp các sinh viên có thể yên tâm và vững vàng trong công việc khi về tuyến dưới, các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức sẽ đào tạo từ 9 đến 12 tháng cho họ. Trong thời gian này, các sinh viên sẽ tập trung học các chuyên khoa định hướng theo nhu cầu của tuyến dưới. Khi ra trường xong thì các em sẽ được đào tạo rồi trước khi để các em xuống tuyến dưới để trang bị cho các em những cái kiến thức sau đại học nhất định để các em đủ tác nghiệp tại tuyến cơ sở. Cái thứ hai nữa là khi các em xuống đấy thì cái lực lượng nó sẽ tăng cường được cho cái tuyến cơ sở mà vốn dĩ đã là quá thiếu người, thì mỗi bác sĩ của những tuyến thiếu người đó sẽ được giảm tải đi, thì cái chất lượng khám chữa bệnh nó sẽ được tăng lên. Các sinh viên y khoa tình nguyện về 62 huyện nghèo sẽ có những ưu đãi trong tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách và ký hợp đồng làm việc tại các bệnh viện lớn cũng như được ưu tiên trong đào tạo. Những bác sĩ này đã được nhận vào công tác biên chế của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Thứ hai là được đào tạo cái chuyên khoa mà ở dưới đó cần, tập trung vào những chuyên khoa mà đang hiếm và quá tải ở trên này. Cái thứ ba là trong thời gian 3 năm và 2 năm đó thì họ như vậy được nhận được chứng chỉ hành nghề, ưu tiên để được vào học chuyên khoa 1. Và lúc về thì lại được trở về cái bệnh viện đã ký ban đầu nhận anh ấy làm, anh chị đó được vào làm biên chế. Như vậy, chỉ trong khoảng nửa năm nữa, các bệnh viện huyện khó khăn sẽ có các bác sĩ trẻ về làm việc. Bằng tâm huyết và tuổi trẻ, họ sẽ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các vùng khó khăn và giảm khoảng cách về y tế giữa các tuyến, các vùng miền. Điều này sẽ góp phần giảm tải cho y tế tuyến trên trong thời gian tới.